Kênh Cô Năm Miền Tây mến chào các cô chú và anh chị. Hôm nay thì em sẽ đi hái rau và nấu canh rau nha cả nhà. Đây là nấu canh rau cho ăn buổi sáng nè. Bây giờ em mời cả nhà cùng theo chân với em nha. Đây là mấy dưa dưa gan nè cả nhà. Ồ, nhìn đã ghê không? Có trái dưa gan lớn rồi nè. Hai trái luôn nha. Đây nấp một trái nữa nè. Ba trái luôn, đằng kia nấp một trái nữa. Đây, ở đây nấp một trái nữa đây. Wow, thích quá. Bên anh xịn không mà cả nhà ơi. Đây rau ngót nè cả nhà. Rau ngót rất là non. Cái mặn quá tràn trái luôn. Nhìn mê chưa? Đây, đầy trái luôn. Quá trời trái mặn luôn cả nhà. Hôm nay không thấy luôn. Thôi bây giờ mình đi hái rau tiếp thôi. Bây giờ em đi hái tiếp cái đọt mình bát cả nhà. Tại vì cái phần rau này ít quá, rau màu ngót ít quá, mình phải hái thêm cái cái này là cái đọt bình bát, hái thêm đọt bình bát nha, nấu canh vào. Đúng lên nhìn tốt ghê. Đọt nhãn lồng cũng quá trời luôn. Nhưng mà hôm nay ăn canh nè, không hái đọt nhãn lồng. Này là hái chỉ có mỗi tay thôi chứ không hết nổi đâu. Nhiều lắm. Hái đủ tô canh ăn được rồi cả nhà. Nè nó cúng ở trên đây nè. Quá trời nè. Ôi trời. Vào đây miễn không. Rồi, hái được như đây đủ nấu tô canh này cả nhà. Rồi, em hái ra được bao nhiêu đây nè cả nhà. Bây giờ em sẽ đi rửa ha. Này phải có thêm một ít nước nữa thì ngon lắm nè. Ở nhà giờ cũng hết nước rồi. Cái rau không à. Nguyên liệu cho bữa cơm gia đình của em hôm nay nè cả nhà. Đây là một ít rau bồn ngót. Và đây là cái đọt dây bình bát nha. Bình bát dây á cả nhà. Ăn rất là mát nè. Một ít thịt em đã ướp sẵn nè.
và mấy trái cà. Đây là mắm tôm và một ít dưa chua. Và đây là cua đó cả nhà. Cua mua về thì em lược ra là được bao nhiêu đây nè. Mình sẽ bắt cái nồi này lên lửa nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt cái nồi này canh trước. Rồi cái phần cà thì em đã sắc rồi cả nhà. Tự nhiên sắc mà quên bấm cái nút quay luôn. Rau cũng đã sắc nhuyễn rồi nè. Rồi bây giờ quay lại coi cái nồi nước như thế nào ha. Rồi đây là cái nồi cua nè cả nhà. Cả nhà cứ để im như thế này ha, cho khi cả nhà thấy cua nó đã nằm mé trên này nè. Bây giờ em sẽ vớt nó ra. Đây nè cả nhà. Còn một số nó nằm ở dưới nữa. Nhẹ nhẹ thôi chứ này nó dễ bở quá. Wow. Rồi em được bao nhiêu đây nè cả nhà. Đây. Rồi sau khi lấy thanh cua xong á thì cả nhà sẽ nêm nếm ha. Em sẽ cho vào đây một tí muối nè. Và nửa muỗng bột ngọt. Em cho muối trước là để giữ cho cái phần rau của mình nó xanh hơn đó cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ cho hết cái phần rau vào. Rồi mình cho lửa lớn lại ha. Hồi nãy cho lửa lớn quá nó trào. Đó, nhìn nồi cơm rau hấp dẫn chưa. Ở đây cũng còn miếng thanh cua nè cả nhà. Vậy mình cứ để cái đó đi. Không sao hết. Vậy nó sẽ ngọt hơn chứ không có gì hết. Nhìn nè con rau quá trời ngon luôn. Rau tươi rói, xanh tươi nè. Rồi rất là non cả nhà. Em nếm thấy nạ hơi mặn á cả nhà. Lý do là em không có biết là cua người ta bỏ muối vô đó nữa nè. Cua em mua là cua xay sẵn á. Em thấy nó hơi mặn mặn cả nhà, cho thêm miếng nước giùm em nha. Ở nhà mốt nêm nếm là mình nêm ít đường lại, ý quên ít muối lại chút xíu giùm em. Em làm hơi lố rồi nè. Trong cua nó người ta bỏ miếng muối rồi. Em sẽ cho vào đây thêm một miếng bột ngọt nữa nè. Rồi là canh của mình lúc này đã chín rồi nè cả nhà. Em sẽ tắt bếp và cho hết cái thanh cua vào luôn. Đây thanh cua đây. Làm không có dám bỏ nước mắm luôn đó nhà. Thường em nấu canh là cuối cùng là em phải bỏ thêm một miếng nước mắm mà bữa nay hơi mặn này. Nên chẳng dám bỏ nước mắm. Rồi cả nhà cho tiêu vào nha. Vậy là đã xong món canh rồi cả nhà. Cả nhà thấy đơn giản và ngắn gọn ha. Rất là gọn nè. Nhanh lắm. À, bây giờ em sẽ chiên phần thịt. Em sẽ cho vào đây một ít dầu ăn ha. Quá trời lúc này sao ruồi quá trời cả nhà ơi. Ruồi dữ tợn, mưa tới rồi ruồi không vậy đó. Rồi. Cả nhà thấy dầu mà nó đóng bọt như thế này á, bọt li ti là em sẽ cho cái phần thịt vào nha. Còn miếng nữa không nhét vô đại nha. Rồi cả nhà thấy nó vàng một bên á thì cả nhà chở quá ha. Rồi mình chở qua như thế này.
Hôm qua đẹp quá, quá chẳng đẹp luôn. Này là hoa trang. Nó dằn quá cả nhà ơi. Rồi bây giờ chín thì mình đem ra nè. Do cái phần thịt nó có dính da đó cả nhà, thì nó dằn tứ tung. Rồi bây giờ chín hết thì mình sẽ gấp ra. Bữa cơm sáng của em đã hoàn thành rồi nè cả nhà. Thịt ram nè, canh rau nấu với cua, và đây là rau củ quả ăn kèm nha. Rồi bây giờ em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nhé. Rồi bây giờ em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Lùi quá cả nhà ơi. Rồi chan một tí nước mắm nè. Cho vài lát, mấy lát cà chua, một ít dưa chua. Và một ít mắm nữa nha. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Dĩa cơm ngon quá cả nhà ơi. Rồi, em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Rùi quá. Bữa nay là rùi dữ rồi. Em sẽ múc ra đây một miếng canh nè. Ăn hấp canh luôn ngon. Lâu lắm mới quay lại ăn canh cua nè cả nhà. Canh rau nấu cua. Quá chất lượng luôn. Thịt vừa chín tới cả nhà, nhìn nó rất là ngon. Ăn một miếng thanh cua nè. Thanh cua quá trời ngon luôn. Cái này không phải gọi là thanh cua mà gọi là gì ta? Chả cua. Hôm qua nó không có rùi nhiều cả nhà, tự nhiên hôm nay quá trời rùi luôn. Không biết nguyên nhân từ đâu luôn. Để em kiếm coi có chỗ nào dơ mà thùng rác thì em đâu có để trong nhà. Thùng rác em để múc ngoài cửa ngoài á. Mà nó vẫn có rùi. Hay nãy nghe mùi mắm tôm của em. Trời mưa quá trời luôn nên thành ra nhà em nó bị tạt đó cả nhà. Giờ em phải làm cái rèm che nè, cái tấm bạc che.
mà nó dâng vào là hư cửa hết. Sẵn rồi cho con Mỹ Mỹ với Đố Đố luôn, hai cháu cưng của em á, nó ngủ ở trên đó chứ không có cho vô nhà cả nhà, nó vô nhà rất là dơ. Không có thời gian dọn dẹp đâu. Thịt đó mình chiên á mà thịt nạc không á thì lại không ngon cả nhà, có mỡ vô nó mới ngon, có mỡ có da thì nó mới ngon, nhưng mà nó dăng quá trời dăng luôn. Quay xong rồi cái điện thoại hả, dầu mỡ không. Bù lại là mình ăn ngon nha, cực chút xíu mà ngon, nó dăng tứ tung em sợ phỏng tay luôn. Bữa nay làm món đơn giản thôi, tại vì tối nay em phải đi Đà Lạt rồi, nên bữa nay là nguyên ngày ăn thịt thôi. Thịt ướp sẵn đó cả nhà, lấy ra chiên thôi. Bữa ăn sáng thì em cũng ăn ít thôi chứ không có gọi là ăn quá no. Giờ em không ăn quá no quá cũng không được cả nhà. Em ăn vừa đúng thôi, vừa đủ à. No quá người mình nó mệt hay là lớn tuổi nó vậy không biết nữa. Cái miếng này là dăng nhất nè, màng ơi nãy nó dăng mà nhìn nó ngon ghê không. Có thịt chiên á cả nhà cho một miếng dầu hào vào, mình ăn khi mà chiên á nó có cái vị giống như nướng nướng thì nó ngon đó. Đang quay thì cháu nó điện cả nhà. Hết cục thịt nữa là xong. Còn muỗng cơm. Rồi bới hơi nhiều cả nhà. Rồi hết rồi. Ăn phần canh nó ngon. Canh cua này cũng rất là đơn giản thôi, phải mình bắt được cua đồng á, đem gì mình xay, xay xong mình luộc lấy nước rồi mình nấu. Nhớ khi nấu là cả nhà đừng có động đậy hết á, để cho cái phần này nổi lên, cái phần cua nổi lên. Cái này mà nó uống riêu ăn là quá tuyệt luôn cả nhà, ngon lắm.
để ăn thêm một chén nữa. Ngon quá chị ạ. Ngon quá cả nhà. Thôi em xin dừng video tại đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà nè thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thôi em xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào clip sau nhé. Em chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Em xin chào và tạm biệt cả nhà nhé.